Hello, xin chào các bạn. Đây, mình đã trở lại với khu mèo. Mình sẽ đi tìm những chú mèo. Thì cái game này mình phải giải thêm thử thách nữa mình mới tìm được. Hiện tại ở trên đầu mình có nổi cái số là 25 trên 340, tức là mình đã tìm được 25 bạn mèo rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tìm những bạn mèo khác. Những bạn mèo mà mình tìm được rồi á, thì khi mà mình đi lại mình chạm bạn mèo vậy nè, là bạn ấy sẽ không có hiện lên. Đó. Đến bây giờ tôi vẫn không biết là cái số mèo mà trắng trắng để dưới là gì nha. Đây, tại cái này mình đọc rồi á. Cái này mình đọc rồi. Mình thử mình đây. Sao ta? Không hiểu thiệt sự. Bây giờ là tôi không biết làm sao với cái số mèo này. À, những cái chú mèo mà tìm được rồi sẽ được đưa lên trên, còn cái này thì không được đưa lên trên. Theo alpha b đó, theo bảng như thế này, đưa lên trên đi. Đây, như thế này mình sẽ biết được những bạn mèo nào mà mình chưa tìm nó sẽ nằm ở dưới đó. Sẽ đi tìm nhà này. Mình vô chưa ta? Thôi mình vô thử đi. Nhìn thì cũng lạ lạ đó. Giờ mình đi thử đi. Ơi, nhém xíu nữa là ấy rồi đó. Cái này nhảy được cao quá vậy ta? Mình nhớ mình nhảy được thấp lắm mà. Bạn mèo ở bên kia. Rồi, tôi kẹt ngang cái miếng đó quý vị. À, ở dưới này có một bạn mèo nè. Mình lấy bạn này chưa ta? Rồi. À, cái nhà này tôi đi rồi nè. Cái nhà này tôi đi rồi nè. Nhà này tôi đi rồi. Tôi đi kiếm cái nhà khác coi. Mấy cái nhà gần đây là hình như gọi hết rồi đó. Thử cái sâu trong kia thử coi. Cái khúc đi lên cái này là tôi chưa đi nè. Ủa hả? Ủa? Ủa gì á? Này là gì vậy? Ủa? Ảo giác hả? Gì á, gì á? À, ở trên này tôi thấy một bạn mèo nè, nhưng mà cái khúc hồi nãy là ảo giác phải không? Hiểu lầm nữa, hiểu lầm. Đi đường nào qua bên đó ta? Rồi rồi, rớt xuống đây luôn rồi, sao mà đi qua đó được? Bây giờ mình đi lại coi. À, mấy cái bọt này là mấy cái hộp pate á. Trời ơi, giờ làm sao đi lên đó ta? Mấy cái này là mấy cái hộp pate. Mình phải nhảy lưng tưng vậy hả? Nhưng mà mình cũng đâu đi qua đó được đâu. Mình kiếm thử coi có cái đường khác không, chứ tôi thấy cái đường đó là không có được rồi đó. Cái này cũng không có luôn. Sao ta? À, đây 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 đây, được rồi nha, được rồi nha. Nhưng mà mình lại gặp được một bạn mèo nữa rồi nè. Đó, mình được bạn mèo đầu tiên trong ngày nha. Ơi ơi, coi chừng gớp gớp rồi, khỏi coi chừng.
Bạn mèo nhìn giống con chuột. Bữa hổm tôi mới thắc mắc cái vụ đó xong. Này vô được không? À, cái nhà này mình vô không được nha. Cái nhà nào mà mình vô được á là mình đi xuyên cái cửa luôn. Cái nhà nào mà mình vô không được là mình sẽ không vô được. Đó. Rất là giải thích. Ủa cái này là gì ta? Ủa? À, mình phải đi kiếm mấy cái nút màu xanh thì mới được. À, mình tìm được một bạn mèo nữa, nhưng mà bạn mèo này lạ nha. Sao ấy quá vậy? Tôi cũng không biết nữa. Đó, mình phải đi lên những cái nút màu xanh thì mình sẽ tìm được một cái lối mới. Đó, mình tìm được một bạn nữa nè. Nhưng mà mấy bạn mèo này nhìn giống như miếng sticker vậy á. Nè, tìm được nè. Ơi, ơi, không phải. Tôi muốn quay lại. Tôi không biết đường luôn á. Nhưng bây giờ là tôi, bạn mèo này tôi lấy rồi nè. Tôi chọn bên phải. Đó. Nhớ là tôi chọn bên phải nha. Sau một để một hồi tôi chọn lại bên trái. Tôi lại tiếp tục chọn bên phải. Nhớ nha. Vậy mình mới đi hết được ở đó tới 3 cửa lận. Đấy, mà nhận được một bạn mèo nữa. Đó. Bây giờ tôi thế tôi gặp được một bạn mèo như này nữa nè. Đó. Bạn mèo bánh quy. Bây giờ tới lượt bên trái. Tới lượt bên trái nha. Đó, bây giờ mình chọn bên trái. Ủa? Vậy bây giờ mình chọn bên phải, xong cái thứ hai mình chọn bên trái. Là mình đi được 3 đường rồi đó, đi được 3 hướng rồi đó. Đó, mình chọn bên phải nè. Tới cái lần chọn thứ hai á, hồi nãy là mình chọn bên phải rồi. Tới cái lần chọn thứ hai của mình sẽ chọn bên trái. Đó, bên trái ra đây. Đây, ủa? Vậy là hết rồi đó các bạn. Vậy là mình có 3 đường đi, mình đi hết rồi đó, mình đi sạch rồi đó. Mình sẽ đi khám phá tiếp cái khu bên này. Ấy, một bạn mèo đó nè. Rồi tính ra mình đi không có hết mấy cái ngõ ngách này luôn á. Ê, được một bạn nữa. Đó. Bạn này là bạn mèo bóng chuyền. Đó. Mình sẽ đi lên mấy cái hộp này. Ê khoan, tôi lên tới đây rồi. Ê. Kiên trì lên. Mình lên tới đó cái mình bị làm sao mọi người? Mọi người thấy ở dưới đó có một bạn mèo nữa không? Bây giờ mình phải khám phá thử coi là cái nhà này có cái gì không? Khoan, mình phải coi đường đi trước. Tôi thấy là cũng không có cái gì vậy đó. Hồi hộp nha. Ơi. Rồi xong rồi đó. Thôi mình lại đây mình lấy bạn mèo này đi. Khó quá cho qua đi. Ở đây có một bạn mèo trắng mà không biết mình có lấy cái bạn mèo trắng này chưa nữa. Xám xám trắng trắng nè. À. Mình lấy rồi. Vậy là mình qua bên này. Ở chỗ này mình có thêm một bạn mèo nữa nè. Mà mình không biết gọi bạn mèo đó lấy chưa nữa. Nói chung là tới 300 mấy bạn lận thì có thể là mình sẽ không có nhớ hết được. Mình đâu có nhớ hết được đâu. Đó. Một bạn mèo nữa. Mình nhìn sơ sơ coi. Ồ, bữa nay mình tìm được 34 bạn mèo rồi. Mình tìm thêm một bạn nữa đi. Nhưng mà mình thử sức với cái này cái coi. Mình thử coi hồi nãy mình lên không được đó. Ủa? Sao lên cái nhà nó rồi? Sơ hở là lên nóc nhà.
Ê, có bạn mèo ở đây nha. Mình tìm được 35 bạn mèo rồi nha. Để coi trong cái lúc mà mình đi về đó. Đây, mới vừa nói dứt tiếng. Ở đây hơi nhiều mèo luôn á. Thử coi. À, số 1. Ủa? À, cái này hả? Khoan từ từ. Cái này giải hơi rối nha. Để vài bữa mình giải đi. Bây giờ mình tìm được bạn mèo này nữa nè. Đó. Tìm được một bạn nữa. Bạn đằng này nãy mình lấy rồi. Mình sẽ lấy bạn mèo đằng này. Đây. Đấy. Mình được thêm một bạn nữa. Ồ, qua khu này quá trời mèo luôn. Hay. Ô mưa rồi. Đó, mình thêm được một bạn nữa. Hôm nay mình vượt chỉ tiêu. Mình đặt ra chỉ tiêu là 35. Nhưng mà có vẻ như là bây giờ mình sẽ tìm được 40 bạn mèo. Đây, mình ở đây mình thấy được một bạn nữa nè. Ê, bà mèo này dễ thương nha, đội cái mũ khủng long. Wow. Mình thở mình qua đây. Đây có một bạn nữa nè. Ha, cái này là đạn chát. Chát. Ở đây mình lấy một bạn mèo nữa. Mình đang hiện tại có 39 bạn. Tuyệt vời. Mình tìm thêm bạn này nữa. Ok chưa? Đó. Ơi, bạn mèo này nhìn thấy ghê quá. Bạn ma dưới giếng à. Ở đây có một bạn mèo trong suốt nữa nè. Nhìn mấy bạn mèo này thấy ghê quá. Ma thiệt thấy chưa? Chú mèo ma màu hồng. Thấy ghê không? Tôi hết biết đường ra rồi nha. Ở bên này có một bạn. Chắc cái này chắc chú mèo ma màu tím quá. Màu xanh màu tím vậy nè. Đó, thấy chưa? Cái khu này thấy ghê nha. Mà không sao, nói chung hôm nay vậy là đã quá đủ rồi. Mình tìm được khá là nhiều bạn luôn. Tổng số của mình đến cuối clip thì mình có được 42 bạn trên 340 bạn nha. Clip hôm nay đến đây thôi. Có gì hôm sau mình sẽ tiếp tục mình đi tìm với các bạn. Bye bye.